Xin chào tất cả các bạn đã đến với lại kênh của mình. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với lại các bạn món cánh gà kho sả ớt. Món này thì cũng rất là quen thuộc đối với những gia đình người Việt Nam. Bây giờ thì mình xin mời các bạn cùng vào bếp và làm với lại mình món này. Ở đây thì mình có cánh gà sau khi đã rửa sạch. Mình sẽ cho bột nêm gà vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước mắm. Sau đó thì mình sẽ cho một ít tiêu. Kế đến thì mình sẽ cho hành tây vào. Sau đó thì mình sẽ cho sả vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho tỏi và cho ớt vào. Bây giờ thì mình trộn hỗn hợp này lại với nhau để cho các gia vị được thấm đều lên từng miếng gà. Sau khi trộn hỗn hợp gà xong thì mình sẽ đậy lại và mình sẽ để vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Và đây là gà của mình sau khi đã để vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ đem hỗn hợp gà này đem kho. Trước tiên thì mình sẽ cho đường nâu vào nồi và mình để lửa ở mức trung bình. Khi mình thấy đường đã tan chảy ra thì mình sẽ cho dầu vào. Mình sẽ đảo phần đường này liên tục để cho đường của mình không bị cháy. Sau đó thì mình sẽ cho dầu điều màu vào. Kế đến thì mình sẽ cho hành tây, tỏi, ớt và sả vào. Mình sẽ khều hỗn hợp này cho tới khi mình thấy hỗn hợp này nó có màu vàng nâu. Và bây giờ thì mình thấy nó đã có một màu vàng nâu. Mình sẽ cho tất cả phần gà vào. Mình đảo sơ phần gà này và kế đến thì mình sẽ cho nước dừa tươi vào. Tiếp theo thì mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ nấu khoảng nửa tiếng. Và đây là gà của mình sau khi đã nấu được khoảng nửa tiếng. Mình thấy gà có màu sắc thì đậm hơn. Bây giờ thì mình sẽ mở lửa cao lên để cho phần nước sốt của mình nó được đậm đặc lại và nó có độ sệt. Gà kho sả ớt sau khi đã hoàn thành thì mình thấy nó có một màu rất là đẹp. Khi ăn thì mình cảm nhận được vị cay cay của ớt, vị mặn của nước mắm và vị ngọt của đường cùng với các loại gia vị khác tạo nên một mùi vị rất là thơm ngon. Bây giờ thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn theo dõi video của mình. Mình xin hẹn lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.